Trương Thế Vinh và Thúy Ngân bị soi khoảnh khắc dính như sam khi đám cưới Puka, khán giả lại được dịp đẩy thuyền. Mới đây một khoảnh khắc được Lê Dương Bảo Lâm ghi lại trong quá trình dàn khách mời tại sân bay di chuyển đến địa điểm tổ chức đám cưới Puka và Diên Tuấn Kiệt đã thu hút sự chú ý của khán giả. Đây không phải khoảnh khắc của cô dâu chú rể mà là của cặp đôi từng được nhiều người đẩy thuyền, Thúy Ngân và Trương Thế Vinh. Theo đó, Thúy Ngân và Trương Thế Vinh bị ghi lại khoảnh khắc đứng gần kề kề bên nhau thân thiết tại sân bay. FT Thạch có mặt trong khung hình như đang quan sát xem cặp đôi đang nói chuyện gì, càng khiến dân tình thêm thích thú khoảnh khắc khiến nhiều người liên tưởng đến những câu chuyện tình tay ba trong các bộ phim truyền hình. Đặc biệt, việc Thúy Ngân và Trương Thế Vinh chung khung hình mới là điều khiến hội đẩy thuyền được một fan dần dần. Bởi lẽ trước đó cả hai là cặp đôi được nhiều khán giả yêu thích vì quá đẹp đôi mỗi khi xuất hiện cùng nhau tuy nhiên vào thời điểm tin đồn nổ ra mạnh mẽ thúy ngân cho biết giữa cô và trương thế vinh chỉ là mối quan hệ anh em thân thiết những hành động quan tâm chăm sóc trong hậu trường chỉ xuất phát từ tình cảm của những đồng nghiệp anh em nghệ sĩ dành cho nhau cả hai luôn biết giới hạn để có thể tiếp tục làm việc với nhau tránh để khán giả hiểu lầm hai anh em lợi dụng tin đồn pr hay câu view khoảng thời gian sau đó khán giả cũng không còn thấy thúy ngân và trương thế vinh xuất hiện cùng nhau nhiều như trước cho đến mới đây trong lúc trò chuyện tại lễ gia tiên của puka và duyên tuấn kiệt trường giang vô tình tiết lộ chuyện puka đã chia tay bạn trai sau thời gian hẹn hò kín tiếng Trường Giang đã vô tình tiết lộ chuyện Thúy Ngân chia tay bạn trai sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Ông xã Nhã Phương không quên giao bán cô em gái độc thân vui tính trước mặt mọi người. Nhiều người cho rằng đây chính là cơ hội tốt để đẩy thuyền lại chiếc thuyền Thúy Ngân và Trương Thế Vinh. Thúy Ngân là nữ diễn viên xinh đẹp, tính cách đáng yêu của showbiz Việt. Cứ tham gia các chương trình là cô được khán giả nhiệt tình ghép đôi với các sao nam VBIT như Isaac, ST Sơn Thạch vì những khoảnh khắc quá đỗi đẹp và dễ thương. Nói về việc bị gắn ghép, Thúy Ngân cho biết cô không khó chịu vì mọi người chỉ ghép cho vui, miễn là đừng cãi nhau qua lại, do mọi người yêu mến nên mọi người ghép đôi. Tôi thấy dễ thương, miễn là các bạn đừng cãi lộn qua lại, mình chỉ ghép cho vui thôi mà. Ví dụ mà có yêu đương hay gì đó thì từ từ sẽ công khai thôi, Thúy Ngân nói. Trương Thế Vinh bí mật đi du lịch Phú Quốc cùng Thúy Ngân Cách đây vài giờ trên trang cá nhân của mình, Trương Thái Vinh chia sẻ loạt ảnh đi du lịch cùng Thúy Ngân, anh Hào hướng viết. Trên sân thượng, chiêu chiêu ngắm được bình minh và hoàng hôn. Đây là điểm đẹp nhất để ở vị trí này. Yên tĩnh, riêng tư, đơn giản. Mình đi đúng lúc họ đang sửa máy tăng áp nước nên nước hơi yếu. Ngoài đảo nên sửa chữa cực lắm. À mà chưa khai trương, chỉ nhận khách ở trải nghiệm bóp tem và xin ý kiến thôi ạ. À. Trong loạt ảnh, cặp đôi thả dáng trên du thuyền sang chảnh, nếu Trương Thế Vinh diện áo thun đơn giản hạn chế show thân hình cơ bắp như những lần trước, thì Thúy Ngân lại miệt mài khoe thân hình sôi thịt, cô diễn bikini trưng được ba vòng siêu nhức mắt. Vài ngày trước, Thúy Ngân đăng tải loạt ảnh đi đám cưới Buka Gin Tuấn Kiệt cùng Trương Thế Vinh, có thể thấy cả hai rất thân thiết quấn quýt bên nhau, đến nỗi Trường Giang phải lên tiếng chọc ghẹo. Vậy mà cả hai vẫn giấu kín mối quan hệ không chịu lên tiếng công khai. Trương Thái Vinh và Thúy Ngân từng có thời gian là cặp đôi được đẩy thuyền trầm trộ. Không chỉ netizen mà cả dàn sao Vbiz điển hình là Trường Giang cũng trở thành thánh chèo thuyền cho cả hai. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Trương Thái Vinh và Thúy Ngân vẫn luôn giấu kín chuyện tình cảm và chưa bao giờ đến chính thông tin hẹn hò. Cho đến mới đây, trong một khoảnh khắc được ghi lại tại sân bay trước thềm đám cưới Buka và Gin Tuấn Kiệt, Thúy Ngân và Trương Thái Vinh đã bị bắt gặp kề kề bên nhau vô cùng thân thiết. Không chỉ vậy, ST Sơn Thạch như đang bị tra trìa khiến ai nấy không khỏi thích thú. Khoảnh khắc này khiến hội đẩy thuyền lại được một phen trần trần. Trước đó, Thúy Ngân cũng từng tuyên bố, bình thường mọi năm em hứa với ba em thôi, nhưng em thấy không thực hiện được. Năm nay em hứa với tất cả mọi người, em sẽ bước vào cuộc đời của một người và ở lại đó luôn, chắc chắn em sẽ làm. Thúy Ngân, tôi chăm đi chợ, giỏi nấu ăn hơn khi về quê. Thúy Ngân cho biết cô đang có những ngày nghỉ nhẹ nhàng bên gia đình ở Tiền Giang, cũng như nhiều đồng nghiệp khác. Đây là kỳ nghỉ dài nhất của Thúy Ngân ở quê sau hơn 10 năm lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi nghệ thuật. Nói về cuộc sống ở quê, Thúy Ngân cho rằng nhàn nhã nhưng không rảnh rỗi. Hàng ngày cô dành thời gian xem phim, nghiên cứu diễn xuất của các ngôi sao quốc tế, tập thể dục, học nhảy. Xem phim giúp tôi tích lũy vốn sống cho chút khả năng diễn xuất, hòa mình và trải nghiệm của nhân vật để tìm kiếm cảm xúc tươi mới. Trong khi đó, việc tập nhảy giúp tôi năng động, rùa nhà. Cô lý giải. Ngoài ra, thời gian biểu một ngày của Thúy Ngân còn làm các công việc của gia đình như đi chợ, nấu ăn, rửa chén, tưới cây. Thúy Ngân không ngại khi nhiều khán giả nhận ra mình mua đồ ở chợ. Mọi người nhớ vai Hân của tôi, ai cũng nói ghét nhưng rất thương cô Hân của gạo nếp gạo tẻ. Vì vậy, tôi được các tiểu thương giảm giá khi đi mua đồ. Cô kể, trong thời gian ở nhà, Thúy Ngân cũng tập trung học nấu ăn, luyện tập nữ công gia tránh. Cô thử nấu nhiều món như canh chua, thịt kho trứng. Cô tự nhận khả năng nữ công gia tránh của bản thân tiến bộ những ngày sống chậm tôi học cả cách yêu thương chia sẻ và nghĩ cho người khác khi mình yêu thương nhiều hơn các mối quan hệ cũng tốt đẹp hơn nữ diễn viên rút ra nhiều người cũng thắc mắc về mối quan hệ của thúy ngân với vợ của cha cũng như các em cùng cha khác mẹ thúy ngân khẳng định những ai ở cạnh tôi hiện tại đều là gia đình và khi đã là gia đình thì tôi luôn có tình yêu thương các em rất ngoan và nghe lời tôi điều tôi hạnh phúc nhất là nhìn nụ cười của cha có lẽ cha đã rất vui khi tôi về nhà tôi nghĩ mình may mắn để chứng minh mối quan hệ gắn bó với các em, Thúy Ngân khoe ảnh được em gái chụp ở nhà. Cô cho rằng những hình ảnh tâm huyết của em gái khi bắt từng khoảnh khắc đẹp của chị chứng tỏ em thương mình thế nào. Theo Thúy Ngân, cuộc sống em để ở quê giúp cô thoát khỏi những áp lực của công việc, nghề diễn. Vì vậy, nữ diễn viên cho rằng thời gian ở quê như được nạp năng lượng, chuẩn bị cho sự trở lại sắp tới. Thời gian qua tôi chỉ quay cuồng với công việc, quên mất những giá trị tinh thần của bản thân và tình cảm gia đình. Cô tâm sự khi trân trọng nhiều hơn giá trị tinh thần thúy ngân cho hay không bận lòng quá nhiều về những ồn ào xung quanh mình thời gian qua cô vướng nghi vấn hẹn hò trương thế vinh nói về chuyện này cô trả lời chúng tôi là những đồng nghiệp hoàn hảo vừa qua chúng tôi đóng chung phim thực hiện đúng những yêu cầu của đạo diễn tôi cần thời gian chọn lựa người phù hợp để gắn bó lâu dài trong cuộc sống với tôi công việc và gia đình là hai thứ quan trọng nhất khi không đi diễn tôi ở nhà quây quần chăm sóc ba cô tâm sự chia sẻ về sự thay đổi của bản thân trong năm qua, Thúy Ngân cho hay cô muốn thay đổi nhiều phong cách để tạo sự mới mẻ trong mắt khán giả. Trước đây khán giả ấn tượng với nữ diễn viên ở sự nữ tính dịu dàng, bước sang tuổi 29, Thúy Ngân thường chọn các trang phục gợi cảm, khoe số đo hình thể chuẩn mực. Tôi thử phá cách xem khán giả đón nhận Thúy Ngân mới thế nào. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi bản thân được thử thách ở nhiều lĩnh vực. Cô nói về việc thường xuyên xuất hiện với trang phục gợi cảm. Thúy Ngân tự tung tin kết hôn vào cuối năm, hậu tin đồn hẹn hò Jack 2 năm. Trong showbiz Việt, Thúy Ngân là mỹ nhân được đẩy thuyền với nhiều sao nam như Trương Thế Vinh, ST Sơn Thạch, Karik. Thế nhưng, nữ diễn viên rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, hiếm hoi hé lộ tình trạng yêu đương trước công chúng. Tuy nhiên, cách đây không lâu, Thánh Soi khui loạt hin nghi vấn Thúy Ngân và Jack đã có hai năm yêu kín tiếng. Sau khi dính vào tin đồn này, Thúy Ngân cũng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến tình yêu hôn nhân. Cho đến mới đây, Thúy Ngân gây chú ý vì chủ động nhắc đến chuyện cưới xin khi đu trend tiên tri năm 2024. Khi xoay vào ô dự đoán cuối năm cưới, nữ diễn viên có biểu cảm ngỡ ngàng rồi bật cười ngại ngùng. Thúy Ngân chia sẻ, mới qua năm mới mà bất ngờ quá. Tuy nhiên đây chỉ là màn hưởng ứng phong trào vui vẻ của nữ diễn viên, chứ bản thân cô chưa hé lộ về dự định kết hôn trong năm 2024. Trước đó, Thúy Ngân từng chia sẻ, bị gia đình, đặc biệt là bố thúc giục nên lập gia đình sớm. Tôi rất muốn nghe lời ba và đi lấy chồng, nhưng cái khiến tôi lo nhất là việc lấy chồng đó có nên hay không. Bây giờ tôi cũng 30 tuổi chứ chẳng trẻ trung gì nữa, cũng muốn nghe lời gia đình và đi lấy chồng, nhưng rõ ràng sự nghiệp của tôi chỉ mới bắt đầu thôi, tôi không thể dừng lại lúc này được. Tôi đã mất 10 năm trời lăn lộn trong nghề này, đến bây giờ mới có được một chút danh tiếng, thành công, công việc ổn định như vậy. Tin đồn Jack và Thúy Ngân bí mật hẹn hò xuất phát từ việc Nữ diễn viên bị soi anh chồng yêu trong danh bạ điện thoại có hình đại diện giống với ảnh của Jack. Trong khi đàn trai vẫn giữ im lặng thì Thúy Ngân vội đăng đàn. Sáng mở mắt nghe tin chấn động, để tôi yên dùm đi, đừng có giỡn nữa, hỏng vui, tôi ế. Thúy Ngân hơn Jack 6 tuổi, cả hai từng là thành viên trong dàn cát chính của Running Man Việt mùa thứ hai. Tuy nhiên sau đó Jack bay màu vì ồn ào bắt cả hai tay có con với Thiên An. Sau khi tin Thúy Ngân hẹn hò Jack rộ lên, Thánh Soi còn phát hiện cả hai từng check-in tại biệt thự sân vườn ở Hồ Tràm của Trường Giang vào đầu tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, hồi tháng 10 năm 2023, Trường Giang bất ngờ hé lộ chuyện Thúy Ngân, vừa chia tay bạn trai vào 4 tháng trước. Liên tục vướng tin hẹn hò, Thúy Ngân lên tiếng, nếu có yêu đương thì từ từ sẽ công khai thôi. Cứ mỗi khi xuất hiện trong các chương trình thực tế, game show, Thúy Ngân sẽ được khán giả nhiệt tình mai mối với các sao nam VBIT. Sau khi soi được 7749 hành động đáng yêu mà cả hai dành cho nhau, sau thời gian dài được đẩy thuyền với Trương Thế Vinh, Thúy Ngân được cư dân mạng, mong thành đôi với Isaac khi cả hai cùng ghi hình hành trình rực rỡ đáng nói nhất thúy ngân vướng vào những cuộc tranh cãi ồn ào trên mạng xã hội vì loạt ý kiến trái chiều khi được ghép đôi với st sơn thạch bởi lẽ một bộ phận dân mạng đang tích cực đẩy thuyền cho st sơn thạch và ngọc nữ lan ngọc mới đây thúy ngân trực tiếp lên tiếng nói rõ cảm xúc mỗi khi được tác hợp với đồng nghiệp nữ diễn viên cho biết việc này chỉ nên dừng lại ở giới hạn là hành động vui vẻ thể hiện tình cảm và sự yêu mến của khán giả dành cho những người nghệ sĩ mà họ yêu thích chứ không nên tranh cãi ồn ào thúy ngân nói do mọi người yêu mến nên mọi người ghép đôi tôi thấy dễ thương miễn là các bạn đừng cãi lộn qua lại mình chỉ ghép cho vui thôi mà ví dụ mà có yêu đương hay gì đó thì từ từ sẽ công khai thôi mấy bạn ghép đôi đừng suy nghĩ tiêu cực quá rồi cãi nhau cặp nào cũng đẹp hết vì trong mắt người khác thấy đẹp thì họ mới ghét, mình đừng đạp thuyền người khác để nâng thuyền mình lên. Tôi hay dặn các bé team mình là kệ ai nói gì thì nói, chỉ vui thôi mà. Thật ra chuyện các bạn đẩy thuyền đâu quyết định được tình cảm của họ có thật hay không đâu. Có thật hay không là do chính các nghệ sĩ xuất phát với nhau thôi. Nó không thể xuất phát từ việc các bạn đẩy thuyền thì họ mới yêu nhau. Mọi người hãy đẩy thuyền một cách nhẹ nhàng dễ thương thôi trước đó thúy ngân và lan ngọc cũng có buổi gặp gỡ thân mật để chứng minh mối quan hệ chị chị em em vẫn tốt đẹp chứ không bị ảnh hưởng bởi những thông tin trên mạng xã hội thúy ngân là người kín tiếng trong chuyện tình cảm ít khi chia sẻ tình trạng yêu đương hiện tại với công chúng nhiều khán giả cũng đồng tình với chia sẻ của thúy ngân bởi lẽ nghệ sĩ vốn chỉ là người bình thường và cần được tôn trọng cảm xúc riêng tư